Đây này, cho các bác chiêm ngưỡng luôn. Cảnh này nó mới đẹp hơn nhỉ các bác này. Thấy cái những cái cảnh. Và trên này thì cũng gặt hai cây lan, một dòng điện lan, cũng chưa biết cái tên của nó. Dòng điện lan rất là đẹp luôn. Đấy. Cái này rất là đẹp nhá. Cái dòng này mặc hoa thì khỏi phải chê luôn. Cái dòng em có một số bác kêu là tứ thời hay mặt gì đó nhá. Hai cây luôn. Giờ thì em sẽ lấy thôi. Đây này các bác này, các bác nhìn thấy chưa? Cái rễ của nó đang phát triển rất là mạnh nhá. Những cái dòng này thì trồng bằng cái gỗ mục. Nó ở dưới đất nhưng mà em về thì em trồng bằng gỗ mục thì nó rất là sống, rất là dễ sống nhá. Đấy. Lấy được một cây rồi. Còn cây bên này thôi. Em sẽ bóc cành bên này nữa thì sẽ mang về. Mà tối có gì về thì em sẽ chia rồi bán cho các bác. Nếu mà có cái nào thì các bác xem trong cái video này thì các bác thích thì các bác cứ nhắn trực tiếp qua Zalo hoặc là Facebook của em nhé. Em sẽ để đường link dưới mô tả nhé. Đây là một cái bách xanh, cái chắc nhá. Rất cao. Trên này thì hôm nay thì cũng có khá là nhiều sương mù các bác ạ. Trên những trên cái đá này thì cũng có một dòng lan thanh đạo tuyết ngọc và một ít rơn nữa, rất là xanh luôn. Này thì có những cái cây tùng. Đấy. Đang những cái cây tùng ở trên này thì cũng có rất là nhiều rơn ở dưới này, rất là xanh luôn. Và trên này thì hôm nay sương mù nó rất là nhiều luôn các bác ạ. Đấy. Trên này thì ngắm cảnh rất là đẹp luôn nhá. Bác nào mà muốn đi ngắm cảnh hoặc đi tầm lan thì cứ cùng em đi. Và đây là một số đầm lầy các bác ơi. Một số loại lan đầm lầy đang có nụ nhá. Cây này thì đang có nụ. Còn nhánh bên này thì đã có một cái quả rồi. Xem nào. Cái quả này giống như sọc luôn. Đấy. Nhánh này nó hơi thiếu lá nên em sẽ không lấy. Em sẽ đi tìm những cái mà có rất có nhiều lá thì và lấy về nó mới đẹp hơn nhé các bác. Trên cái tận đá này thì cũng có một cây lan Thượng Hải nhá. Cái dòng lan Thượng Hải này thì mặc hoa cũng khá là đẹp nhá. Cái này là cây nhỏ. Cái già nó bị chết rồi. Để nó mọc thêm cây nhỏ này lên nhá. Đấy. Em sẽ bốc cái này về chia cho các bác làm giống nhá. Cái dòng này thì nó chủ yếu sống trên vách đá thôi. Nó bán vào trên vách đá này như thế này thôi nhé. Thì mình về thì mình có thể trồng bằng là gỗ mục hoặc là cái tổ quả ấy. Đấy. Mình trồng vào cái đó thì nó sẽ nó giữ nước thì chắc chắn là nó sẽ mọc dễ bán vào nhé. Nhưng mà các bác nào mà có điều kiện hơn thì các bác có thể phun những cái thuốc ra rễ hoặc là bón phân cho nó tốt hơn. Đấy. Đang leo tới đây thì cũng gặp là một cái cây kiến hồng đây này. Những cái dòng kiến hồng này thì mặc hoa thì khỏi phải chê rồi. Nhưng mà cái dòng này thì chủ yếu nó ở độ cao em vừa mới quay cho các bác xem đầu video ấy, trên sương mù không nhá. Với lại nó ở những cái chỗ mà đây là đất, cái đất mùa này thì nó có sương mù thì cái đất này nó rất là ẩm luôn. Đấy, ẩm ướt lắm nhá. Đấy. Các bác về các bác cứ chăm sóc cho nó ẩm ướt thì nó sẽ sống. Chăm sóc để cho nó cái củ này cho nó to, nó phát triển to thì nó sẽ nở được hoa thôi nhá. Đây nha các bác nhé. Cái dòng điện lan cái gốc đỏ đỏ. Đây này. Cái dòng cái mặt hoa rất là cao luôn này. Cái này thì năm nay thì nó hình như là đây là năm ngoái 6 ấy. Năm nay nó chưa ra hoa sao.
rất là đẹp luôn. Đấy, cái lá của nó dài từng này nhá. Cái này thì có một số bác kêu là cái dòng mặt mặt gì đó cũng chưa biết cái tên. Đấy. Cái dòng này mặc hoa nó hơi đỏ đỏ nhá, rất là đẹp luôn. Với lại mặc hoa của nó thì rất là thơm nhá. Mà bữa nay thì không có mặc hoa để quay cho các bác xem rồi. Nếu mà nó có mặc hoa thì em sẽ quay cho các bác xem để các bác chiêm ngưỡng cái mặc hoa. Đấy. Cái dòng điện lan này thì rất là dễ sống luôn. Em sẽ lấy những cái cây mà nó to hơn, còn những cái cây con này thì sẽ để lại nhé. Đây cũng có một cây nữa này. Cái dòng địa lan mà cái dòng gốc đỏ này thì cũng có hai loại nha các bác nhé. Các bác để ý cho em là cái dòng này thì nó chủ yếu nó mọc rất là ít luôn. Nó không ở những cái hàng rề to to ấy. Cái dòng này thì nó có chừng 3-4 thân thôi. Đấy. Có một loại thì lá nó dài hơn cái này và lá của nó cứng hơn. Cái dòng đó thì nó sẽ ở theo những cái rề rất là to luôn nhá. Đấy. Còn cái dòng này thì nó ở chủ yếu là 4-5 thân gì đó là nó hết. Đấy. Cái dòng này thì mặc hoa nó khác hơn nhá. Đây các bác ơi, đây một cái cây lan Thượng Hải nó bị nó vừa mới tàng hoa nhá. Đây này. Đấy, bữa trước thì nó đang có hoa, em cũng quay được cái mặt hoa cho các bác xem rồi. Các bác cứ vô cái kênh của em lướt xuống dưới kia thì sẽ thấy nhá. Đấy. Đây các bác ơi, nó đã tàn hoa hết rồi. Đây này, nó có quả rồi này. Đây. Cái thân quả của nó màu đỏ. Cái quả nó màu xanh. Điện lan này. Điện lan này có nhiều dòng lắm. Cũng phân biệt không được mấy đâu các bác ạ. Cái này thì đây. Nó tàn hoa hết rồi. Có quả hết rồi. Cái này thì mang về trồng để mình chiêm ngưỡng cái mặt hoa thôi nhé. Kiểu có hai cây đấy. Bây giờ thì em sẽ bắt đầu lấy thôi. Đây nhá. Đây là một làng dưới kia. Hôm nay cũng có chuyến hành trình lên trên vách đá này. Khá là xa luôn các bác ơi. Trên này xuống dưới kia anh cũng không biết là bao nhiêu cây mà rất là xa luôn nhá. Trên này thì rất là nhiều sương mù luôn, có cả sương mù rồi cũng có nhiều cây cảnh, nhiều hoa lan đẹp. Đấy. Đây là cũng cảnh trên núi nhá. Trên núi nhá. Toàn tặng đá không ạ. Đây là một cái cây lan thanh đạm tuyết ngọc nhá các bác. Trên núi. Quá đẹp luôn các bác ơi. Rất là đẹp luôn. Ồ, có một con ong mà đang quay tự nhiên con ong nó bay vô ngắn hoa luôn. Rất là đẹp luôn. Quá vít rồi các bác ơi, thằng là tuyết ngọc ấy. Đây các bác, đây là dọc thanh đạm tuyết ngọc này. Đây, mặt hoa của nó này, rất là bay luôn. Các bác chuyển hướng.
Hoa rất là bay rồi nhá, rất là đẹp luôn. Đây, hoa của nó rất là đẹp luôn. Nó ở trong cái dần nhá. Đây, em lấy được hai rễ đây. Đấy, hai rễ nhá. Đây, chuẩn bị làm nụ rồi. Đây các bác, đây hôm nay cũng khá là may mắn, cũng gặp là cây lan Thượng Hải đang có nụ đây này. Đấy. Cái dòng lan Thượng Hải thì có nụ như thế này nhá, nhưng mà đây như thế này mới đúng. Cái bên này thì con gì nó ăn cái lưới của trong rồi. Đấy. Mặt hoa của nó đây, đây. Có nó toàn là bán trên vách đá không. Đây cũng có ba cây nữa. Em sẽ lấy về chia cho các bác luôn. Đấy. Cái dòng này thì cũng dễ sống nha các bác nhé. Bên này cũng có vài khón những cái lan thanh đạm tuyết ngọc nguyên những cái rễ này này. Cái rễ những cái củ tròn tròn này nhá. Đấy. Củ tròn tròn rất là đẹp rồi. Đây. Đây. Lá nhang nữa cơ. Đây. Lá của nó màu, lá của nó nhang như nhá. Cái hàng cây nhỏ nhỏ thế này thì làm những cái chậu tắc phận thì rất là đẹp rồi. Đấy. Đấy. Rất là đẹp rồi nhá. Cái này thì nó ăn nấm trực tiếp thì nó dễ sống nhá. Xong ăn nấm trực tiếp thì bọn lá nó hơi ngắn. Đây. Để có bác chỉ ngửi cái dòng mặc hoa đây. Toàn là những hàng dề không, mặt hoa của nó đây rất là đẹp luôn. Mặt hoa của nó thì khỏi phải chê luôn. Cái này cũng có hai dề nữa nhá. Đây này cũng có một cái mặt hoa nữa đây. Đây mặt hoa của nó đây, mặt hoa của nó trắng tinh luôn các bác ơi, mới lắm. Cái này nó mới nở thì rất là mới luôn. Giờ thì em sẽ lấy một ít về chia cho các bác nhá. Đây này các bác này, những cái rễ này thì nó có hai cái nhánh hoa luôn nhá. Cái dòng này thì củ rất là đẹp luôn. Cái này thì nó ở trên vách đá thì nó ăn nấm trực tiếp thì nó rất là đẹp luôn nhá. Hai cái nhánh hoa luôn. Đây, mỗi rễ đều có hai nhánh luôn nhá. Đây các bác ơi, đây này. Những cái rễ thanh đạm tuyết ngọc trên cái vách đá này rất là đẹp luôn. Vẫn lá ngắn, cái củ này nó vẫn ngắn. Nó còn vàng vàng nữa, rất là đẹp luôn. Đây, đây. Trên này cũng có một cái cây nhỏ để mình làm tắc phận cho nó những chậu mini. Còn đủ 50k. Đấy. Rất là đẹp rồi nhá. Đây các bác ơi, đây là một cái rễ thanh đạm Hà Long nhá. Cái dòng thanh đạm Hà Long này thì mặt hoa to hơn cái dòng thanh đạm tuyết ngọc. Đấy, nhưng mà mới loại thì có riêng những cái nét đẹp của nó nhá. Đây là một số dòng lan gì mà cũng chưa biết cái tên của nó luôn. Đây. Rất là nhiều lan luôn, khá là nhiều loại lan trên cái vách đá này luôn. Sẽ lấy cái rễ thanh đạm Hà Long này về chia cho các bác nhá. Các bác nào mà muốn siêu tần Hà Long thì cứ nhắn em nhá.